Hi, chào mừng các bạn trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ nói chi tiết về Hấp Xanh Sino. Sau thời gian trải nghiệm 6 tháng với tổng cộng là 5 con, thật ra là có 3 con của mình và 2 con của ông anh, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cảm nhận của mình có đối với con Hấp Xanh Sino này. Đầu tiên là mình muốn nói là mình không phải muốn nói xấu hay là dìm hàng với thương hiệu này. Mình chỉ đưa ra tất cả những cái trải nghiệm có được. Mình sẽ nói về cả mặt tốt lẫn mặt không tốt và những cái điều mà chúng ta nên chú ý khi cần sử dụng Hấp Xanh Sino. Tại sao 6 tháng mình có đến tới 5 con như vậy? Thì dần dần sẽ chia sẻ ở trong clip. Rồi, đầu tiên là về ngoại hình nè các bạn. Đây là con vừa đập hộp nè, mới cứng. Ta có được 3 con cáp là sạc nè, sạc cân bằng, dây cáp sạc. Chung quy thì cái độ hoàn thiện ở mức tương đối thôi, chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều ở mức giá tầm trung này. Cái chất nhựa các bạn nó không được tốt cho lắm, đặc biệt là những bộ phận như là cục sạc nè, cầm rất là nhẹ và nhựa cũng khá là xấu. Nhựa các bạn cảm thấy giống như nhựa đồ chơi thôi, và những dây cáp cũng không thực sự sắc sảo. Ta có cục sạc 15V 100mA. Ngoài ra thì trong cái combo thì chúng ta cũng có luôn cái ốc sạc xe hơi, nhưng mà chất lượng hoàn thiện thì cũng xấu lắm. Remote thì phía dưới là nhựa nhám, phía trên là nhựa bóng. Cảm giác nút phản hồi thì cũng tương đối dùng được, nhưng mà chất liệu nhựa thì bạn thấy cũng giống như đồ chơi, chứ không thể nào đòi hỏi được cái cảm giác chắc chắn cao cấp như là những dòng cao của DJI được, giá rẻ hơn nhiều mà. Rồi, đây là nhân vật chính nè. Trọng lượng cũng khá là nặng, đầm tay, sử dụng chất liệu nhựa dẻo cũng khá là bền, cánh cũng thiết kế gập gọn, rất là tiện lợi. Rồi thì khớp nói thì cũng khá là chắc chắn. Về chi tiết mạch bên trong thì mình cho là thiết kế khá là gọn và đẹp, những mối hàn cũng khá là đẹp chắc chắn. Nhưng mà các bạn hết sức lưu ý là về vấn đề tản nhiệt, mình thấy là Hấp Xanh Sino nó tản nhiệt không tốt. Thứ nhất là nó không có bất cứ một cái quạt tản nhiệt nào hết. Thứ hai là những luồng gió tản nhiệt này cũng rất là hạn chế, mình thấy là máy khá là nóng. Nên các bạn nên lưu ý là bay vừa phải thôi, các bạn đừng bay liên tục 3-4 cục pin, mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tuổi thọ đó. Phía trên bạn thấy hai khe nhỏ xíu nè, và nó không hề có bất cứ một quạt tản nhiệt nào hết. Cái mức độ hoàn thiện cũng tương đối thôi, nó không thật sự sắc sảo đâu. Và về motor các bạn, Hấp Xanh Sino được may mắn là sử dụng động cơ không chổi than, mang lại độ bền rất là tốt so với động cơ chổi than. Tuy nhiên thì do là giá rẻ, do đó các bạn nhìn vào phía trong nè, những cuộn dây đồng nó không có đều nha, thì chứng tỏ là cái dây chuyền công nghệ này cũng không có thật sự là cao cấp cho lắm. Và một điểm lưu ý cũng giống như cái động cơ không chổi than khác, nó sẽ có những cái lỗ tản nhiệt ở phía trên này nè. Các bạn hết sức chú ý, nếu mà vật gì đó hay là cát rơi vào đây nè, sẽ làm cho nó kẹt động cơ hoặc là nó làm nặng động cơ, thì khả năng bị cháy do quá tải rơi rớt là rất là cao. Do đó trước khi bay các bạn nên xoay thử nó trơn hay đu hay không. Và sau một thời gian bay mình bị vấn đề là nó không đều các bạn, một trong ba cánh nó bị nặng hơn. Các bạn thấy tắt nè, ba cánh kia thì nó còn quay mà một cánh nó bị dừng lại nè, chứng tỏ là cái động cơ này nó bị nặng hơn rồi. Một vấn đề nữa liên quan tới động cơ đó là cái bạc đạn bị rơ, sau thời gian thì các bạn nên kiểm tra. Nếu mà bạc đạn thời gian dùng nó bị mòn, nó bị rơ thì nó cũng ảnh hưởng, có khả năng bị rơi rụng đó các bạn. Ba cái cáp nối vào điện thoại và cáp sạc remote thì cảm giác rẻ tiền lắm. Rồi những lỗi anh em thường gặp thời gian vừa qua nè, đó là pin nó bị chai, bị phù, do đó các bạn cũng nên thường để ý kiểm tra pin có bị phù không nha. Thì thực ra cũng giống như những cái flycam khác thôi, sử dụng pin thì sau thời gian nó phải bị phù, nhưng mà đây là cái sản phẩm giá tầm trung, do đó là các bạn nên cẩn thận hơn. Và tốt nhất là các bạn nên bay đến ba mấy 40% là các bạn đáp được rồi, các bạn đừng bay thấp quá, có khả năng là pin nó không tốt nên bị tuột cell, thì nó bị tuột áp đột ngột sẽ làm rơi máy bay đó. Có những trường hợp anh em đã bị rồi. Bảo quản pin thì các bạn nên bảo quản ở mức 50-70%, đây là cái điểm chung của pin lithium polymer. Cất các bạn không bay á, thì cái mức pin tối ưu để các bạn bảo quản á, đó là 50-70%. Các bạn không nên để pin quá thấp hoặc là quá cao, đều không tốt cho pin, sẽ dễ gây chai pin, phù pin. Đây, mình sẽ vào một trang rất là nổi tiếng, đó là Roger Sofi Standard, sẽ nói rất là chi tiết về pin lithium polymer này. Đây, về việc bảo quản các bạn thấy nè, pin lithium polymer có thể bị nguy hiểm bởi việc sạc đầy chỉ trong vòng 1 tuần. Đó, rất là nguy hiểm. Do đó đối với pin của Hấp Xanh Sino thì nếu các bạn không bay, các bạn bảo quản, các bạn không nên sạc đầy 100%, các bạn để đó nha, mà các bạn phải xả pin. Những cái loại cao cấp thì pin thông minh nó có chức năng tự xả nếu mà để trong thời gian dài, còn đối với pin này thì cái mạch nó không có chức năng tự xả đâu, các bạn phải xả.
Rồi một vấn đề nữa là cũng khiến một số anh em bị rơi rụng nè các bạn. Đó là cái chốt cài nè. Cái chốt cài này sau một thời gian mà sử dụng nó sẽ dễ bị kẹt như thế này. Đó, khi mình nhét pin vào máy thì nó lại không nảy lên để gài lại. Các bạn bay nghiêng, cái pin nó sẽ tuột ra rớt xuống là xong phim. Do đó là các bạn cẩn thận là thỉnh thoảng là các bạn nên kiểm tra cái chốt này nó có tự nhảy lên trơn tru hay không. Các bạn có thể tháo ra, ra dầu vào hoặc đơn giản là các bạn cho dầu máy hoặc dầu ăn vào cái chốt này là nó trơn tru trở lại. Và cẩn thận lúc chúng ta lắp vào máy ấy, chúng ta kéo trở ra xem là nó có chắc chắn hay chưa. Nếu mà nó lắp vào mà chúng ta không cần bóp chốt mà chúng ta vẫn kéo ra được là cái chốt này bị kẹt. Còn một số bạn cẩn thận là khi mà gắn vào thì các bạn cột thêm dây thun nữa. Nhưng mà vậy thì rườm rà nhìn xấu quá. Một cái lỗi nữa thỉnh thoảng của một số anh em cũng mắc, đó là này, cái gimbal nó bị lỗi. Thì có thể là lỗi do cáp, cáp nối này nó cũng tương đối là mong manh. Để dùng thời gian hoặc là nhất là nó bị va chạm thì nó cũng khá là dễ bị vấn đề đối với gimbal. Nếu mà thay cáp không khắc phục được thì phải thay nguyên cụm camera gimbal này, giá là khoảng gần 2 triệu. Một lỗi nữa là cái cực tiếp xúc nó bị nóng, chảy ra luôn, này cũng dễ bị rớt máy nữa đó các bạn. Các bạn nên kiểm tra cái mặt tiếp xúc giữa pin với lại cái máy, có khi là tiếp xúc không tốt hoặc là bị ra ten thì nó gây ra nóng như thế này. Về cái độ bắt sóng GPS thì mình đánh giá cao, máy bắt tín hiệu GPS rất là tốt và nhanh, thậm chí mình thấy là rất nhanh nữa. Về cái độ ổn định duy trì vị trí khi mà cất cánh thì cũng tương đối thôi, vẫn bị trôi nhẹ mặc dù GPS cao lên đến 10 mấy. Nó không bằng những dòng cao cấp của DJI thôi, nhưng mà nó vẫn khá là tốt, chỉ trôi nhẹ thôi không đáng kể. Về những cái chức năng chế độ lái tự động thì mình cũng đã review hết sức là chi tiết trong channel, mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Tại vì đưa những clip đó vô thì cái clip này lại dài quá, các bạn muốn coi chi tiết á thì bạn vào phần description, mình sẽ để link dưới phần description cho các bạn vào xem chi tiết. Về chức năng tự động bay bám theo đối tượng following mode thì nhận diện bám cũng tương đối tốt, ở khoảng cách tương đối thôi, chứ còn nếu khoảng cách xa quá thì nó lại bị mất tracking. Thứ hai nữa là giống như những cái dòng cao cấp khác của DJI nữa, nếu mà bị khuất thì nó sẽ bị mất tracking ngay, và khi mà xuất hiện lại nó cũng không thể nào nhận diện lại đối tượng được. Và cái tốc độ bay tối đa của Hobson Zino cũng không có cao, nếu mà điều kiện gió bình thường thì nó chỉ bay tối đa được 30 km/h thôi. Do đó riêng ở chế độ following mode này thì mình nghĩ bám theo người đi bộ hoặc bám theo xe máy tốc độ vừa phải là được rồi. Còn nếu mà bám theo xe máy thì chạy tốc độ cao hoặc xe hơi thì nó không thể nào bám theo được nữa. Các chức năng về waypoint mode, bay theo lộ trình, orbit mode, bay theo vòng tròn, create video, xoay camera panorama, live fly mode, bay theo đường thẳng, vân vân, VR mode thì hoạt động bình thường chuẩn. Rồi nói về cái trải nghiệm riêng của mình, cái máy đầu tiên mình á thì nó lại bị một cái lỗi rất là ngớ ngẩn, đó là tự nhiên mình cất cánh lên mình để cho nó thử xem cho nó ổn định hay không. Chỉ mới cất cánh lên mình để ổn định khoảng 2-3 giây thì tự động nó bay nghiêng hết qua phải, lũi vào tường. Cũng may là nó rớt ở cái tầm thấp thôi. Cái lỗi này thật sự cũng không biết sao. Thì cái lỗi này tốt nhất là trước khi bay các bạn cho nó bay lên khoảng 4-5 mét thôi, các bạn xem nó ổn định hay không, các bạn hãy tiếp tục cất lên cao. Chứ nếu mà nó cất lên quá cao mà nó bị cái lỗi này thì nó rớt ở độ cao cao thì tan xác không còn gì hết. Cái nữa là các bạn nên tránh những cái điểm mà bị ảnh hưởng bởi từ trường, ảnh hưởng bởi điện, như là những cái trạm phát sóng, những nơi mà có quá nhiều sắt thép hoặc những trạm biến áp, đường dây điện vân vân. Máy nào cũng vậy, chúng ta phải cẩn thận, việc nhiễu sóng nó sẽ gây ra điều đáng tiếc như vậy. Thỉnh thoảng mình thấy nó báo là compass abnormal, chúng ta phải calibrate compass lại. Thì các anh em hay nói tắt là caligam 3 đó. Bản chất của việc calibrate chính là chúng ta cân lại về chuẩn. Nếu nó báo là compass abnormal thì sẽ cân lại cái la bàn điện tử của máy. Thì nếu như là bạn vào khu vực mà nó cứ báo compass abnormal recalibrate này thì các bạn nên hết sức cảnh giác, các bạn phải nên di chuyển qua một vị trí khác. Có khả năng rất là cao là các bạn đã bị nhiễu từ trường, các bạn nên di chuyển ra một vị trí khác. Cũng có thể là mỗi lần các bạn bay các bạn có thể calibrate cái compass lại để cho nó an tâm. Cái máy sau khi cái máy thứ nhất của mình nó bị va vào tường bị rớt thì mình mua một cái máy khác. Thì cái máy khác nó bị lỗi sản xuất các bạn. Trong vòng mới mua có 3 ngày thôi thì nó bị disconnected. Mình bay lên khoảng 7-8 phút thôi là tự động nó bị mất kết nối với remote, nó tự trở về vị trí xuất phát. Thì và sau đó thì rất là khó kết nối lại, đặc biệt là nó bị lệch GPS luôn, rất là nguy hiểm. Nó bị lệch GPS này thì nó trở về vị trí xuất phát á, không có còn đúng nữa.
Nếu mà không may nó trở về vị trí xuất phát, nó đáp xuống sông, nó đáp vô bụi cây, nó va vào nhà là xong phim. Cái máy này do là mới mua được có 3 ngày thôi, trong vòng 1 tuần thì mình được đổi mới. Qua cái máy thứ 3 thì ổn định, không vấn đề gì. Ông anh của mình lại bị cái lỗi khác, bay được khoảng 7-8 phút thì cái máy nó không phát ra wifi nữa các bạn. Nó không kết nối với remote, và nếu dùng điện thoại cũng không tìm thấy sóng wifi của máy bay phát ra, thì cũng được đổi máy mới. Do đó là các bạn thấy là cái xác suất mà gặp máy lỗi đối với bản thân mình và anh của mình như vậy thì nó quá là lớn. 5 máy mà hết 2 máy bị lỗi rồi. May là những cái lỗi này nó bị sớm, còn nếu mà bị trễ thì mình phải chịu chi phí sửa chữa hoặc là bị những rủi ro bị rơi rớt nữa. Thật ra thì mình có vào cái trung tâm bảo hành thì mình thấy cái lượng máy bảo hành và sửa chữa cũng rất là nhiều các bạn. Đủ các loại lỗi cho, có khi là lỗi tay cầm. Tay cầm bay lên mười mấy 20 phút thì nó bị mất kết nối hoặc là nó chập chờn. Rồi khi lỗi gimbal, khi thì lỗi compass, khi thì lỗi GPS. Nói chung là thấy nó không được bền lắm. Và như các bạn thấy thì ta hoàn toàn không có bất cứ một cảm biến nào hết trên máy bay. Do đó là các bạn hết sức để ý, bay chậm rãi vừa phải thôi. Các bạn đừng có bay tốc độ cao quá. Do là cái tầm giá cũng vừa phải mà, chúng ta đâu phải yêu cầu quá nhiều. Cái điểm lưu ý nữa theo mình thì các bạn nên vào cài đặt, các bạn chỉnh minimum return altitude này cao lên. Trong trường hợp mà máy nó bị mất kết nối thì nó sẽ tự động nâng lên cái độ cao này, nó mới quay về thì nó sẽ đỡ rủi ro hơn. Trong trường hợp là mất kết nối, nó tự động nó quay về. Nếu mà chỉnh cái số này thấp thì có thể vướng vào cây cối hoặc vướng vào nhà, do nó không có bất cứ cảm biến nào để mà né tránh. Do đó chúng ta nên cẩn thận, chúng ta set cái này cao lên để an toàn hơn. Nó sẽ cất cao lên qua những tòa nhà, qua những cây này mới bắt đầu bay thẳng về vị trí xuất phát, để tránh được rủi ro bị va, bị vướng. Độ kháng gió thì mình đánh giá cũng khá tốt. Việc bay tầm cao rất cao, như là bay lên 500m thì mình có test thử, mình thấy là chất lượng sóng cũng rất là tốt. Nếu mà chúng ta để anten đúng tầm bắt sóng đó là 90 độ so với trục đứng của cái anten. Cái remote thì ngoài chất liệu nhựa nó không được tốt thì xấu nhất là cái chi tiết này, anten các bạn. Đó, các bạn thấy có một tí nhựa thừa nè, và nhìn thấy con dây ở bên trong luôn. Thỉnh thoảng thì anh em bị lỗi là liền cái cần joystick này. Cái chất lượng camera thì thật sự mình đánh giá rất rất cao các bạn. Để sử dụng sensor Sony, chất lượng video 4K ra quá tốt, thật sự là quá tốt trong cái tầm giá này. Chúng ta có độ chi tiết rất là cao, dynamic range cũng khá là tốt, và gimbal hoạt động phải nói cực kỳ hiệu quả luôn. Chúng ta sẽ có một chất lượng video rất tốt. Một cái điểm mình thấy không hay là nó không nhớ được cái profile chúng ta lưu. Để mình qua đây, mình chỉnh, muốn tăng cái độ bão hòa màu saturation cao lên đi, contrast mình tăng lên đi, sharpness mình tăng lên đi, thì nó chỉ áp dụng cho mỗi lần bay này thôi. Cái phần mềm nó không nhớ được, khi mình bay lần sau thì nó lại trở về mặc định. Nếu muốn cài đặt cái đó mình phải cài đặt trở lại tất cả cái thông số này. Đây là cái điểm dở của phần mềm, mong là sắp tới thì hãng sẽ khắc phục. Về chụp hình thì mình không đánh giá cao, nó không có một cái thuật toán chụp hình riêng, mà chẳng qua nó là nó capture từ cái video ra, do đó là cái chất lượng nó khá là thấp. Về giao diện mình thấy vạch sóng của điều khiển và vạch sóng của truyền video thì cái này chỉ có tác dụng là có không, chứ nó không thể hiện cường độ. Nó thì vạch sóng là vạch sóng ảo, khi mà sóng yếu thì nó sẽ không thể hiện. Nó chỉ ngắt kết nối thì nó sẽ là không vạch sóng, hoặc là có kết nối thì nó sẽ là maximum thôi. Cái tầm sóng thì cũng tương đối, do đó là các bạn đừng có bay xa quá. Một cái lỗi nữa thỉnh thoảng mình gặp đó là mình nhấn quay video thì nó không cho quay, nó báo lỗi tốc độ quá chậm. Mặc dù cái thẻ mình là cái thẻ tốc độ hoàn toàn đáp ứng được, đó là thẻ U3 hoàn toàn đáp ứng được quay 4K, nhưng mà thỉnh thoảng nó bị lỗi chập chờn là nó không cho quay. Khi đó mình phải đáp xuống, mình format thẻ thì nó mới cho quay. Mà có khi trước khi bay mình cẩn thận mình format thẻ trước rồi mình bay, thì có lúc nó nhấn video quay được, có lúc thì tự động nó lại bị chập chờn, nó không cho quay. Có lúc thì ban đầu bay thì quay được, nhưng mà lúc sau nó lại chập chờn, nó không lạ vậy đó. Nói về thời lượng bay thì mình thấy thời lượng bay khá là tốt, nó có thể bay được khoảng 20 phút đối với pin mới. Tuy nhiên pin cũ thì mình thấy là khá là mau xuống nha các bạn. Và đặc biệt là cái vấn đề nó bị tuột phần trăm nhanh, tuột áp rất là nguy hiểm. Do đó là các bạn cũng rất là chú ý đối với pin cũ, bạn bay vừa phải thôi, khoảng mười mấy phút các bạn đáp là được rồi. Một số anh em ở cộng đồng chơi quốc tế cũng như Việt Nam mình thấy có sử dụng pin độ khá là ổn. Tuy nhiên là cũng rất là chú ý cái jack cắm nha. Jack cắm này độ cột dây thun vô. Do đó nếu mà bị
hở bị giục là rớt đó. Cái nữa là cái pin độ này thì nó không có cái mạch như là pin zin, đừng có bay lâu quá, pin thấp quá. Tóm lại thì theo mình cảm nhận thì nếu mà sử dụng những dòng máy tầm trung giá rẻ thế này thì chúng ta phải chú ý hơn, chúng ta bay vừa phải, bay nương thôi, đừng có bay siết, bay tốc độ quá cao, và rất là nên chú ý cẩn thận về pin, tránh những vùng bay bị nhiễu, rồi bảo quản pin và bay tầm xa tầm cao cũng vừa phải thôi. Giá rẻ mà các bạn đâu có thể nào đòi hỏi được như những dòng cao cấp hai mấy ba mấy triệu, bay ở vườn pin vừa phải thôi. Các bạn đừng bay cho đến còn mười mấy phần trăm các bạn mới đáp. Mình nghĩ là các bạn nên bay khoảng 30-40% là các bạn đáp là vừa rồi. Nó sẽ đỡ gánh nặng cho máy. Cái lỗi mà bị mất kết nối thì mình nghĩ là do máy nó nóng. Các bạn đừng nên bay liên tục 3-4 cục pin. Khoảng 2 cục pin các bạn đáp cho nó nguội được rồi. Tại vì thật sự là mình thấy với thiết kế này thì cái tản nhiệt không tốt một tí nào. Các khe tản nhiệt không nhiều và nó cũng không có bất cứ cái quạt tản nhiệt nào. Nếu mà máy nóng quá thì cái tuổi thọ cũng bị giảm rất là nhiều. Pin của remote cũng khá tốt không có gì phần này. Một lần sạc chúng ta có thể bay được khoảng 5 cục pin. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Vừa rồi là tất cả những chia sẻ của mình, điểm mạnh, điểm yếu, cũng như là những lưu ý sau thời gian trải nghiệm sử dụng con Flycam giá tầm trung này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy clip kết, các bạn đừng quên like, ủng hộ tinh thần, share bè và có thể subscribe channel của mình để theo dõi clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.